Đây là một đoạn suối sông Nhiệm thuộc địa phận thôn Sủng Trái B, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Suối này thì có một cái đặc biệt là nó có hai dòng. Một dòng thì mát, một dòng thì nóng. Đường vào thì rất là hiểm trở, hoang dã, cùng với hang Nà Luông thì suối sông Nhiệm là một điểm du lịch hoang sơ cuốn hút du khách trải nghiệm. Rất là nhiều đá, rất là nhiều cá suối. Một trong những điểm mà đặc thù của cao nguyên đá Đồng Văn là dãy đá cát, thì đá cát thì rất là nhiều hang động. Hang động thì chảy ra, rỉ ra những cái suối rất là độc đáo. Ở đây có thể gọi là sơn cùng thủy tận, nghi vô lộ, liễu ấu hoa minh, hữu nhất khai. Đi đường hun hút hun hút hun hút, rất khó rất khổ. Một là đường xe chạy được thôi, xe máy chạy được thôi. Vào đến đây thì tận cùng rồi thì lại thấy sông suối hang động. Đây là một cái thung lũng của bên này, thì là của bên Sủng Trái thì là của người Mông, còn bên hướng bên Nà Luông thì là của người Tày, của Mậu Duệ, Yên Minh, những cái Bình Nguyên. Đây là những cái nương người ta chuẩn bị làm. Ở đây thì vào mùa hoa gạo thì rất đẹp, bởi vì cái thung lũng này rất nhiều hoa gạo đỏ rực trời. Đấy, cách nhau có một con suối thôi, nhưng mà nó là hai cái địa hình tương đối khác biệt. Một bên thì là của người Tày, thì là rất là nhiều đất, núi đất, ruộng nước, ruộng bậc thang, ruộng nước. Một bên của người Mông thì là núi đá, tai mèo, lởm chởm, nhọn ngoắt. Đây là những cái con này là con nòng nọc đây này. Đây là chuẩn bị là rất là nhiều nòng nọc ếch, nòng nọc cóc. Chuẩn bị đến mùa này là mùa sinh sản của các loài này. Suối rất là nhiều nòng nọc. Còn đây là ốc suối.
Đây là hoa, hoa cỏ kim, một trong những cái loài hoa dại rất là nhiều ở cao nguyên đá Hà Giang, cùng với hoa tam giác mạch, hoa tam giác mạch, hoa cỏ kim và đến mùa thì là hoa bạc hà, thì là những cái loài hoa đặc trưng và làm nên chất lượng mật ong hoa bạc hà, sản phẩm đặc hữu của cao nguyên đá Hà Giang. Đây cũng là một loài hoa dại. Người dân bản địa thì nói là suối này vẫn có vàng chảy ra, lâu lâu người ta đi làm nương, đi đánh cá thì người ta vẫn tìm được những cái cục vàng. Lẫn vào đá ở trong nguồn suối. Đây cũng là một dòng suối có thể lấy nước để đi nước pha trà rất là tốt. Những người uống trà ấy, theo Ngục Vũ ấy, ông phân ra ba loại nước tốt để uống trà, thì đầu bảng là Sơn Thủy Thượng, nghĩa là nước chảy từ trên núi cao xuống, chính là nước suối. Thứ nhì là Giang Thủy Trung, nghĩa là nước ở giữa dòng sông. Và thứ ba là Tĩnh Thủy Hạ, nghĩa là nước giếng. Đây là một cái suối này cũng là một cái nguồn nước pha trà rất là tốt. Cảnh thì rất đẹp, hoang sơ. Đây là một điểm để thích hợp cho những ai yêu thiên nhiên đến cắm trại, tắm suối. Nhất là thiền, tắm rừng và thiền ở đây thì cực kỳ tuyệt vời.